Chào quý anh chị cô chú, hôm nay em đi đến ở đây thì thấy lại cái đồng hồ ọp rất là nhiều ở quầy cửa hàng đồng hồ mới. Toàn đồng hồ Seiko, Citizen, Reguno giảm 30%, đa số 30%, có cái 50%, mấy con Seiko 50% này. Seiko ở đây mã là Sonograph, không biết mã là gì, cụ thể số mã gì. Ma man giảm còn 1,5 tấn, 1,5 tấn hiện tại bây giờ chỉ có 2,5 tấn thôi, chưa 2,5 tấn thôi. Đó, mấy con 9,1 thì triệu 8, triệu 6 vậy đó. Này, em quay này, người nhân viên đứng đây em không nói to được á. Quay quý vị coi này, có mấy con này. Seiko nhiều đó, Seiko ăn ba cho nữ luôn này, rồi Seiko SBP-Z025 này cho Nhật á, 38, 30%, còn 27 chưa thuế, thuế 29 man, man tầm 4,8 triệu vậy đó. Có rất nhiều quý vị coi trong video thầy con ưng thì nhắn em mua cho. Kia kìa, Seiko Selection Solar mặt trời, 1,4 giảm 30%, còn 1,4 hàng nội địa chính hãng đấy, HMC Nhật Bản, 1,4 hiện tại giờ hoàn toàn chưa đầy 2 triệu bạc. Đã thật. Bên cạnh là một con Seiko SCVE051, 2,8 chưa thuế, giờ còn 1,9 chưa thuế, còn 2,1 cả thuế, là rơi vào tầm con này size 42mm á. Đồng hồ lộ cơ thì 2,1 bây giờ là tầm 3,5 triệu thôi, rất là rẻ. Việt Nam 4 triệu bạc. Đó, mấy con Seiko đó, CVE053, CVE051, FPPX0103 đều giảm 100 hết. Đây là mấy con G-Shock giảm 30%, 27% này, Casio G-Shock này. Đấy, giá dao động từ 2 triệu ở Seiko 2 triệu, còn Casio thì từ 600-700 là có rồi. Đây thì quý vị cái giấy cái giá hiện tại nhân 180 là tiền Việt Nam, nói chung là nó rẻ hơn trước khoảng tầm 1/3 rồi.